Ngày 29 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Vương Văn Danh, sinh năm 1986, ngụ quận 8, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6, một phụ nữ sinh năm 1984, ngụ huyện Bình Chánh đang ở nhà, địa chỉ ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, bị một đối tượng xông vào rút súng, uy hiếp và yêu cầu đưa tài sản. Do thấy khẩu súng là giả nên chị giằng co tìm cách chống trả hô hoán thì bị đối tượng rút dao đâm nhiều nhát. Nạn nhân hoảng sợ nên tháo vàng nhẫn đưa cho đối tượng. Đối tượng sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân bò ra trước nhà thì được một phụ nữ khác phát hiện cùng người dân đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, phòng BC02 cùng công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường. Bằng nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gây án là Danh nên truy xét. Chiều ngày 28 tháng 6, trinh sát công an đã bắt giữ được Danh tại trung tâm cai nghiện ma túy, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.